chấn động, hé lộ sự thật tuyệt vời về tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, tháng 7 cô hồn, lén làm điều này. Vận may liên tục kéo đến, trúng số liên tiếp, 100 tỷ cầm tay, trả sạch nợ nần, giàu có nhất thiên hạ. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, nhân gian thường nói nơi quán trọ trần gian trăm năm là hữu hạn. Một sớm mai ngó ra ngoài cửa đã thấy bốn mùa trôi ngang tầm mắt. Xuân qua hè tới, thu tàn đông về, ngày tháng chẳng còn lại bao nhiêu. Nhưng sự thật là ai trong chúng ta đều muốn biết trước vận mệnh tương lai để có những chuẩn bị trước. Xem vận số sướng khổ sang hèn như nào, cuộc sống có biến động, lúc nào được giàu sang phú quý, lúc nào phải làm tôi, làm lính khổ cực trăm bề. Trong bài viết ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi cảnh báo tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 là con giáp chăm chỉ, giỏi làm ăn tính toán. Tuy nhiên, nếu như không chịu tiếp thu ý kiến, liều lĩnh trong các quyết định, không đề phòng tiểu nhân trong tháng 7 làm ăn dễ thua lỗ, kẻ gian hãm hại, làm ăn thất bát, tiền đội nón ra đi, lâm vào cảnh tù tội. Vậy, vận số của người tuổi này sẽ ra sao? Trong tháng 7 âm lịch này mệnh chủ cần làm gì để đón tài lộc vào nhà? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Đầu tiên, xét về cung mệnh và tính cách cuộc đời tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Theo luận giải tử vi phương Đông, người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, hay còn gọi là Thiên Thượng Chi Long, rồng trên trời, ngũ hành bản mệnh, sa trung thổ, tướng xương, xương con rồng, tướng tinh con chuột. Tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, nạp âm ngũ hành là sa trung thổ, do can bính hỏa, ghép với chi thìn thổ, ta có hỏa sinh nhập thổ, can sinh chi. Nạp âm và can lẫn chi đều tương hợp ngũ hành, thuộc lứa tuổi có căn bản vững chắc, thực lực hơn người, gặp nhiều may mắn, ít bị trở ngại trên đường đời từ tiền vận đến hậu vận. Dù trong năm xung tháng hạn có gặp khó khăn trở ngại cũng dễ gặp quý nhân giúp sức để vượt qua. Nếu ngày sinh có hàng can mậu, kỷ, sinh giờ sửu, mùi, còn được hưởng phúc lớn của dòng họ. Người tuổi Bính Thìn mang bản mệnh thổ, có tinh thần cầu tiến, lại chăm chỉ nhẫn nại, luôn tích cực làm việc không quản khó khăn, đầu óc tư duy linh hoạt. Nếu tiếp tục nỗ lực thì chắc chắn sẽ giành được thành công lớn. Có điều bỏ dở giữa chừng lại là một trong những thói xấu của người này. Người này rất lương thiện, dễ mũi lòng. Đây là bản tính của họ chứ hoàn toàn không có chút gì giả tạo. Tuy họ luôn có mong muốn lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, nhưng tính cách mờ nhạt không rõ ràng, nên thường cuộc sống của họ khá bình yên và tẻ nhạt. Tuy vậy, Bính Thìn cũng rất thoải mái, linh hoạt trong cách giao tiếp, không phải lúc nào họ cũng giữ thái độ nghiêm túc, chân thành với đối phương, đôi khi họ cũng nói chuyện bỗ bã với những người bạn thân thiết, đó là đặc điểm tính cách trong con người họ. Xét về bản mệnh. Ngay từ khi còn bé đã là một đứa trẻ hiếu động ham chơi, thích học hỏi, tìm tòi khám phá mọi thứ xung quanh. Khi lớn lên, cuộc sống vất vả đã dạy và rèn luyện cho họ ý chí, sự quyết tâm và lòng can đảm dễ có thể chinh phục được mục tiêu thử thách. Những người tuổi Bính Thìn không bao giờ chịu bó buộc mình trong một không gian chật hẹp nhỏ bé. Họ muốn vươn tới bầu trời xanh cao rộng để thỏa sức vẫy vùng và biến ước mơ của bản thân mình thành hiện thực. Vậy nên họ đã tự lập từ sớm mà tha hương xa nhà để gây dựng sự nghiệp, khát vọng được phát triển, khẳng định bản thân của người tuổi Bính Thìn như một ngọn lửa rực cháy. Có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn nguy hiểm ở phía trước, họ cũng thuộc những người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ. Tuổi Bính Thìn giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung, họ dễ nóng giận và cũng dễ tha thứ cho người khác. Không bao giờ ôm thù hận trong lòng, đó là lý do tại sao người tuổi Thìn sống thật ung dung, lạc quan và yêu đời. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Đương số một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá như một con dao hai mặt. Nếu chủ quan, con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào. Người tuổi Bính Thìn dù có vấp phải khó khăn thất bại thì anh ta cũng sẽ nhanh chóng lấy lại được sự thăng bằng. Không để nỗi buồn ngự trị quá lâu trong tâm hồn, anh ta nhận ra được những thiếu sót, khuyết điểm của mình và rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá sau những lần thất bại. Họ có niềm kiêu hãnh và thích được mọi người sùng bái mình. Từng lời nói, hành động của bản mệnh đều chứa đầy sức mạnh và sự uy quyền. Họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu như không ai chịu lắng nghe, làm theo lời khuyên của mình. Thực ra Bính Thìn chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì với tố chất của mình họ hoàn toàn có thể trở thành lãnh đạo xuất sắc, có quyền lực trong tay, đủ sức tạo phúc cho nhân dân, chỉ cần là lợi ích chính đáng là tiến hành. Ngoài ra không bị ước thúc về tư tưởng hay chịu khung mẫu, nên họ thường tiếp cận với nhiều lĩnh vực mới của thời đại, ví dụ công nghệ viễn thông, kinh doanh bất động sản, địa ốc, thương mại, du lịch. Một số khác thích yên tĩnh nên họ tham gia nghiên cứu triết học, tư tưởng,
làm nông nghiệp theo công nghệ mới. Tuy thích đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo, quản lý người khác, họ tỏ ra rất tự tin và năng động, sẵn sàng thể hiện tài năng của mình ở bất kỳ đâu. Những người này dường như có một sức mạnh phi thường, giúp họ có thể làm được nhiều thứ người khác không thể thực hiện. Nhờ vào sự cố gắng, ý chí quyết tâm vươn lên phát triển bản thân mà những người này thường đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Họ không bao giờ sợ hãi lùi bước trước khó khăn, ngược lại, bản mệnh xem đó như là thời cơ quý giá để khẳng định bản thân. Về sức khỏe, Bính Thìn nên chú ý đến các bệnh về đường tiết niệu và một số bệnh nhỏ khác như cảm cúm, đau dạ dày, nên ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để giữ gìn sức khỏe. Bản mệnh thích mua sắm, nên dùng ý chí để kiểm soát bản thân, nhắc nhở chính mình chi tiêu hợp lý, mua những thứ đáng mua, có nguyên tắc cho riêng mình và giữ vững nguyên tắc đó thì mới giữ được tài lộc bên mình. Người này có phần sống hoang phí, những đồ đạc mua về thường theo sở thích nhưng nhanh chóng chán ghét hoặc dễ bị hư hỏng, nên suy nghĩ kỹ càng trước khi tiêu tiền để tránh lãng phí tiền bạc. Năm 2024, người tuổi Bính Thìn còn gặp vận hạn tuổi 49. Người xưa có câu 49 chưa qua, 53 đã tới. Ý nghĩa của câu này là trong thực tế, bất cứ thời gian nào trong cuộc đời đều có thể gặp vận hạn xấu, nhưng thường thì tỷ lệ thấp hơn tuổi 49, 53. Theo diễn giải khoa học, từ tuổi 49, 53 trở đi, con người có sự lão hóa rõ rệt, khả năng ăn uống kém dần, lượng dinh dưỡng vi chất ngày càng giảm. Do vậy, gia chủ Bính Thìn 1976 trong năm nay cần chú ý tốt hơn về sức khỏe, cũng như chú ý làm việc, nghỉ ngơi điều độ, ăn uống đủ dinh dưỡng, thường xuyên tập thể dục thể thao, thay vì lo lắng bận tâm mãi về tuổi hạn. Xét tổng quan tháng 7 âm lịch tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Tháng 7 âm lịch này là tháng Nhâm Thân, thiên can Nhâm Thủy, địa chi Thân Kim, bản mệnh Bính Thìn can Bính Hỏa, ghép với chi Thìn Thổ. Trong tháng 7 âm này, theo ngũ hành có hung cát song hành, cơ hội kiếm tiền nhiều, các mối làm ăn tăng lên, tuy nhiên cần thận trọng trong các quyết định tránh sai lầm không đáng có. Để đảm bảo có doanh thu đều thì bạn nên tìm lĩnh vực mang lại lợi nhuận có tính chất bền vững, tốt hơn hết tránh xa những trò may rủi như lô đề, cờ bạc. Sang tháng 7 năm 2024 âm lịch tuổi Bính Thìn lâm cục diện tam hợp thái tuế, công việc tiến hành suôn sẻ, có thể mưu cầu đại sự. Làm ăn lớn cần chi tiền lớn, dù được bất cứ ai trợ lực bạn vẫn phải đề phòng, nên tỉnh không nên động, tránh xuất hành đi xa. Đã uống rượu bia hoặc cảm thấy khó chịu trong người thì không nên lái xe, nên nhờ người khác trở về kẻo vừa mất tiền lại bị thương. Có điều, dân gian quan niệm tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, nên xem ngày tốt xấu trước khi tiến hành bất cứ việc lớn nhỏ gì đề phòng bất trắc. Tài lộc vẫn trên đà khởi sắc nhưng cũng có dấu hiệu hao tổn. Nếu bản mệnh không tìm hiểu thông tin kỹ càng trước khi quyết định đầu tư, thì có thể mất tiền như chơi. Tốt nhất là nên tham khảo thêm ý kiến của người đi trước, người có chuyên môn để tránh mắc phải sai lầm. Tuy nhiên, nhu cầu cuộc sống ngày càng tăng, bạn lại có lối chi tiêu phóng khoáng, nên chi nhiều hơn thu, tài lộc khó tụ. Ngoài ra, cần đề phòng mất mát tiền của do ngũ quỷ rình rập. Chuyện tình cảm có dấu hiệu thăng hoa, mâu thuẫn giữa các cặp đôi được hóa giải, gia đạo khá yên ổn. Có điều, sức khỏe bản mệnh xuất hiện dấu hiệu lạ, cần đi khám sớm để kịp thời điều trị. Cẩn thận tháng 7 cô hồn có thể gặp xui xẻo liên quan đến sức khỏe như té ngã, tai nạn bất ngờ. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Bính Thìn 1976 tháng 7 âm lịch. Xem tử vi phương Đông, thời điểm này trong khi các con giáp khác đang lao đao vì khó khăn, thì con giáp tuổi Bính Thìn lại khởi sắc khi lâm cục diện tam hợp thái tuế. Nhìn chung, mọi sự thuận lợi, công việc hanh thông khi bạn có ưu thế hơn hẳn mọi người, tháng này rất hợp cho việc ký kết hợp đồng. Vì rất có lợi cho bản mệnh, lúc này mưu cầu đại sự rất dễ thành, đây cũng là thời điểm lý tưởng để bạn mở rộng những điều khoản trong hợp đồng với đối tác. Tuy nhiên, bạn tránh nói sai sự thật, người khác sẽ sớm nhận ra sự không đồng nhất, khiến khả năng biểu đạt của bạn không đạt kết quả như mong muốn, dù sao cũng là làm ăn lâu dài. Vì thế nên lấy chữ tín làm đầu, để tránh bị vấp hay sai sót, hãy chuẩn bị rõ ràng và xúc tích những tài liệu liên quan và trình bày chúng. Đây là thời gian tuyệt vời để bạn trình bày chiến dịch hoặc dự án của mình trước mọi người. Bản mệnh là người cố chấp không muốn lắng nghe ý kiến của người khác vì cho rằng tự mình có thể giải quyết mọi chuyện. Ngoài ra, bản mệnh cũng sẵn sàng tranh cãi, gây gỗ với những ai có ý kiến trái ngược với mình. Đây là lý do khiến người khác ngại bắt tay vào làm việc chung với Bính Thìn. Dù con giáp này có tài giỏi đi chăng nữa, hãy nhìn nhận lại bản thân mình. Bính Thìn là người làm việc thận trọng, trước khi đưa ra quyết định luôn có sự suy xét kỹ lưỡng. Ở độ tuổi 49, mệnh chủ làm việc giàu kinh nghiệm, có chiều sâu và tầm nhìn xa trông rộng. Vì vậy,
với những việc có lợi trước mắt không lợi về lâu dài ắt sẽ không đầu tư. Xét phương diện tài lộc, Bính Thìn tuổi sinh 1976 tháng 7 âm lịch. Xem tử vi cho thấy tháng này của con giáp tuổi Bính Thìn sẽ xoay quanh khía cạnh tài chính, cửu tử bay về phương Nam hỗ trợ cho bản mệnh trong việc đầu tư, kinh doanh. Tình hình tài chính của mệnh chủ hanh thông, thuận lợi nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực làm việc. Để duy trì trạng thái an toàn tài chính, bản mệnh nên tiếp tục kiểm soát chi tiêu, tích lũy tài sản. Đối với việc đầu tư tài chính, Bính Thìn nên cân nhắc cẩn thận, ưu tiên những lĩnh vực thuộc chuyên môn của bản thân, có sự hiểu biết và kinh nghiệm dày dặn, tránh những dự án có tính rủi ro cao, tính khả thi thấp. Có dấu hiệu cho thấy tiền bạc tăng tiến, nhưng bản mệnh chớ nên chủ quan. Để đảm bảo có doanh thu đều thì bạn nên tìm lĩnh vực mang lại lợi nhuận có tính chất bền vững, tốt hơn hết tránh xa những trò may rủi như lô đề, cờ bạc. Người này có xu hướng chi tiêu nhiều hơn trong tháng này, đó có thể là những khoản tiền chi cho sinh nhật, ma chay, hiếu hỉ hoặc mua thêm quà gửi về quê tặng biếu ai đó. Ngũ quỷ rình rập nên bản mệnh rất dễ làm mất tiền, nếu không cũng là người khác làm mất tiền của bạn, dù đây là vấn đề khá tế nhị, nhưng bạn buộc phải thảo luận về nó để thay đổi một vài mối quan hệ quan trọng. Thậm chí, có điểm cho thấy nhiều mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc có thể phát sinh giữa các cặp đôi. Bản mệnh nên ghi nhớ câu này, tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát, bạn không nên lập lờ những chuyện này, sẽ chỉ thiệt thân mà thôi. Xét phương diện tình duyên, gia đạo tuổi Bính Thìn sinh 1976 tháng 7 âm lịch. Tiến sang tháng 7 âm lịch, vận trình tình cảm của con giáp tuổi Bính Thìn khởi sắc và mối quan hệ của bạn lúc này với mọi người cũng đã tốt hơn rất nhiều. Gia đạo cũng an yên hơn trước, hứa hẹn đây là tháng tốt cho những ai độc thân, bạn có thể va vào và bị hấp dẫn bởi những đối tượng trái với hình mẫu lý tưởng của mình. Nhưng không sao, vì bạn sẽ có trải nghiệm thú vị bên người ấy, các cặp đôi sẽ có những nấc thang mới trong chuyện tình cảm. Bản tính ham vui và thích phiêu lưu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, giúp bạn lấy lại năng lượng sáng tạo của mình để làm mới tình yêu đôi lứa. Trong đời sống hôn nhân, tuổi Bính Thìn nên kiềm chế nóng nảy, lắng nghe, tâm sự với bạn đời nhiều hơn. Như vậy thì vợ chồng đồng lòng, sát cánh với nhau trải qua thăng trầm cuộc sống. Năm này là thời gian mệnh chủ chứng kiến được sự trưởng thành của con cái, niềm vui, niềm tự hào nhất là khi con cái thành đạt sống lương thiện. Trong gia đạo quý tuổi là tấm gương sống chuẩn mực để mọi người noi theo, về những mối quan hệ xung quanh thực ra không tốt như bạn vẫn nghĩ đâu. Đã đến lúc vào giai đoạn cần được nhìn nhận lại, không phải cứ quen nhiều người là tốt đâu nhé, bạn nên chọn lọc lại ai nên gần gũi và ai không nên. Xét phương diện sức khỏe tuổi Bính Thìn 1976 tháng 7 âm lịch. Xui xẻo do ảnh hưởng của tháng cô hồn, nhắc nhở bản mệnh đi lại cẩn thận, nếu không bạn dễ bị tai nạn bất ngờ dẫn đến bị thương và phải nằm viện đấy. Sức khỏe của con giáp không tốt, có những người muốn có cơ thể đẹp thông qua việc tập luyện mà chỉ muốn phẫu thuật thẩm mỹ, đó quả là quan niệm sai lầm khi bạn muốn có điều gì đó dễ dàng. Đừng mong chờ việc có vóc dáng đẹp bằng việc hút mỡ, bạn nên tập luyện để có cơ thể săn chắc, khỏe mạnh hơn. Thực tế là tế bào mỡ vẫn còn nằm đó và chúng rất dễ sinh sôi. Và bạn lại bị tăng cân lại là điều vô cùng dễ hiểu. Mệnh chủ hãy duy trì những công việc nhẹ nhàng, không nên làm việc nặng quá sức, khiến thể lực mệt mỏi. Tuổi Bính Thìn nên duy trì những thói quen sống lành mạnh như ăn uống thanh đạm, nghỉ ngơi điều độ, vận động thường xuyên, tránh xa bia rượu, thuốc lá để đảm bảo sức khỏe. Theo phong thủy phi tinh, ngũ hoàng bay về trung cung cho thấy bạn có xu hướng tự gây ra rắc rối cho mình. Nếu không thì cũng gặp rắc rối liên quan tới sức khỏe như gặp vấn đề về khí huyết, ngộ độc. Để duy trì cân nặng lý tưởng, bạn nên lên kế hoạch tập thể thao như tập aerobic, đi bộ, chạy bộ, đi xe đạp, bơi lội. Sự đa dạng của các hoạt động sẽ tạo hứng thú cho bạn, tránh được sự nhàm chán. Tiếp theo đây là ngày may mắn trong tháng 7 âm lịch, tuổi Bính Thìn 1976. Tháng 7 này được coi là một tháng vượng nhân duyên đối với Bính Thìn. Bằng chứng là bạn sẽ có kha khá ngày may mắn trong tháng, mà đa phần vào những ngày đó đều là cơ hội để bạn đón nhận hạnh phúc. Ngày mùng 3 âm lịch. Thần tình yêu đến, một ngày nhiều cảm xúc cho cả người độc thân và người đã có đôi. Dù vậy, bạn vẫn nên kiểm soát cảm xúc, chớ khiến người xung quanh cảm thấy quá lố. Ngày mùng 4 âm lịch. Có cơ hội tiếp xúc, làm việc chung với những người có tầm ảnh hưởng tới lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi hoặc đang quan tâm, bạn có thể học hỏi rất nhiều từ đối phương. Ngày mùng 8 âm lịch. Làm việc hăng say và dễ dàng đạt được mục tiêu đã đề ra, bạn đang tiến ngày càng gần hơn tới thành công mà mình vẫn luôn mong đợi. Ngày mùng 10 âm lịch. Ngày có sao may mắn chiếu rọi, bạn sẽ đón được cơ hội tốt về tài chính,
nên tranh thủ cơ hội này để thực hiện các kế hoạch kiếm tiền. Ngày 14 âm lịch. Một ngày tinh thần phấn chấn, có thành quả đáng mừng trong công việc, các kế hoạch cũ cũng tìm được hướng giải quyết phù hợp. Ngày 18, mọi việc suôn sẻ, làm gì cũng đạt thành tích tốt, mối quan hệ với mọi người cũng rất tốt đẹp, có thể tranh thủ xây dựng các mối hợp tác làm ăn. Ngày 24 âm lịch. Chuyện tình cảm trong ngày khá ngọt ngào, sự dịu dàng của đối phương khiến bạn ấm lòng. Ngày 28 âm lịch. Gặp may mắn về tiền bạc, giúp bạn có thể giải quyết được nhiều khó khăn về tài chính trước đó. Tiếp theo đây là tháng sinh may mắn cho tuổi Bính Thìn 1976. Đầu tiên, chúc mừng người tuổi Bính Thìn sinh tháng 1 âm lịch, tháng Giêng. Người tuổi Bính Thìn sinh vào tháng Giêng là tiết Tân Xuân, tuy trời đất giao hòa, nhưng với tuổi Thìn là sinh không gặp thời, rồng không có chỗ bay lên, có tài cầm binh khiển tướng, có ý chí lãnh đạo cao xa, nhưng không có đất dụng võ, làm việc gì cũng gặp khó khăn, có công làm lụng mà chẳng được hưởng thành quả về mình. Lục thân vô duyên, phúc phận từ tổ tông bạc bẽo, cha mẹ không giúp đỡ được nhiều, phải tự mình độc lập tự cường, chịu nhiều vất vả mới làm nên sự nghiệp. Người sinh tháng 1 âm lịch ôm trong mình hoài bão cao xa, có nhiều lý tưởng, cũng có tài năng hơn người, nhưng không tìm được cơ hội để thể hiện. Làm mẫu người có tài mà không có đất để dụng võ, không có người hỗ trợ, họ phải đơn thương độc mã gây dựng mọi thứ bằng chính hai bàn tay trắng. Vì thế mà khó nên đại nghiệp, sinh vào tháng này trong năm, nam mệnh hay nữ mệnh đều không đặt nặng vấn đề lập gia đình, đa phần đều kết hôn rất muộn. Người này nếu sinh vào tháng Giêng thì là người có ý chí, có hoài bão, có thể thành công, người này thương người, hay nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh, phúc phận gia đình không nhiều, dễ gặp phải chuyện phiền phức, công việc nhiều trắc trở. Sang tháng 7 âm vận trình của bản mệnh rất vượng, nhờ tam hợp cục nâng đỡ, mong muốn điều gì thì bản thân phải tự nỗ lực cố gắng. Tâm linh chỉ hỗ trợ một phần nào đó, càng cố càng có được nhiều. Bên cạnh đó, những bạn đang đầu tư vào bất động sản, buôn bán, sẽ có lộc từ khách mang tới. Tài chính vốn vẫn có khoản thu nhập ổn định, nhưng điều khiến bản mệnh lo lắng là chi phí cho cuộc sống và các vấn đề công việc ngày càng tăng, khiến bản mệnh đôi khi cũng không thể kiểm soát được tài chính. Bản mệnh nên có phương án đối phó với những tình huống bất ngờ, tức là tiết kiệm tiền cho những khi cần dùng tới tiền. Thực thần mang đến những niềm vui nhỏ trong chuyện tiền bạc của con giáp này, tính tình sởi lởi nên trời hay cho lộc. Bạn luôn được những khoản tiền không ngờ tới, bên cạnh đó bạn cũng hay được người khác cho lộc ăn, cứ mạnh dạn nhận lấy. Vận mệnh người tuổi Bính Thìn sinh tháng 3 âm lịch. Người tuổi Bính Thìn sinh tháng 3 âm lịch theo lịch vạn niên, trời đất vào tiết Thanh Minh, người này thông minh nho nhã, là bậc kỳ tài, ý chí kiên cường. Họ không dễ dàng khuất phục trước khó khăn, công danh tiền tài như ý muốn, hoạn lộ hanh thông, luôn ở vị trí dẫn đầu được nhiều người ngưỡng mộ. Tháng 3 âm lịch là tháng sinh của người cầm tinh con rồng, đa tài, đa nghệ, chí dũng song toàn, ôm trong mình nhiều hoài bão lớn, tham vọng ý chí ngất trời, có khả năng quản lý và lãnh đạo rất tốt. Người này có thể gây dựng được vị trí của mình từ trong khốn khó, giành được sự chú ý của đám đông. Người này sức khỏe tốt, tinh lực dồi dào, tính cách cương trực thẳng thắn, ghét sự xấu xa giả dối. Nam mệnh phần lớn thích hợp theo nghiệp binh trường, có thể vì quốc gia mà hy sinh thân mình làm nên nghiệp lớn. Nếu người mà sinh vào tháng 3 âm lịch thì khí chất hơn người, công danh sự nghiệp thành công, tài lộc dồi dào, gia nghiệp vững vàng, đức cao vọng trọng, thông minh tài giỏi, quyền lực nắm trong tay. Sự nghiệp được quý nhân nâng đỡ nên vô cùng thuận lợi, mưu sự tất thành, công việc suôn sẻ, cơ hội thăng tiến đến không ngừng. Địa vị cũng theo đó mà lên cao mãi, thăng quan tiến chức không phải chuyện gì quá xa xôi, đa phần người này đều làm nên nghiệp lớn, vang danh bốn bể. Nếu người tuổi Bính Thìn sinh vào tháng 3 âm thì được hưởng phúc khí, thông minh đỉnh ngộ, có nhiều cơ hội thấy bản thân, công danh vinh lợi đủ đầy, sự nghiệp nhẹ bước lên mây. Tháng 7 âm này, cục diện tam hội báo hiệu người tuổi Bính Thìn sinh tháng 3 sẽ có một ngày bận rộn với nhiều việc cần phải làm, nhưng tin vui là sẽ có nhiều thành tích tốt đẹp báo về. Xứng đáng với nỗ lực của bạn, bạn cũng được đánh giá cao nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc, nhiệt tình. Tình hình tài chính tăng lên, thu nhập của bạn được cải thiện kha khá, cát khí nâng đỡ, kết hợp với sự thông minh, nhanh nhẹn của bản mệnh nên lợi nhuận tăng cao. Tài sản ngày càng nhiều là điều tất nhiên, bạn nên mạnh dạn đầu tư vào việc gây dựng các mối quan hệ, tham gia các hoạt động xã giao để tạo dựng nền tảng cho tương lai, hứa hẹn sẽ rất thành công. Tiếp theo là người tuổi Bính Thìn sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm trong năm rơi vào tiết Tiểu Thử, người này cũng có tài năng, nhưng nếu sinh không đúng giờ cát lành, thì cuộc đời dễ gặp phải nhiều điều trắc trở về sự nghiệp, tiền bạc thiếu thốn, khó khăn bủa vây, như rồng mắc cạn, như hổ xuống đồng bằng.
Người sinh tháng 6 âm lịch đúng khi tiết trời bắt đầu nóng bức, tài hoa hơn người, nhưng lại chẳng được may mắn, luôn lỡ mất cơ hội chạm tay vào thành công. Cha mẹ anh em không giúp đỡ được nhiều, tuy học hành giỏi giang, thông minh lanh lợi, nhưng lại chẳng được thần may mắn đoái thương nếu đi theo con đường kinh doanh, tài lộc bất ổn. Khi thăng khi trầm, lên xuống bất định, tuy không lo chuyện cơm áo, nhưng sự nghiệp khó bề phát triển, kể cả có thăng tiến thì cũng không giữ được phong độ lâu dài. Đường công danh của tuổi này khá thuận lợi trong tháng 7 âm này, các kế hoạch được triển khai đúng như dự tính của bản mệnh, đem thành quả rất đáng tự hào. Nhờ sự nghiêm túc hết lòng vì công việc, nên hôm nay bản mệnh đã nhận được niềm vui này, song bản mệnh vẫn cần sửa những thói xấu cứng nhắc, bảo thủ của mình. Tài chính vốn vẫn có khoản thu nhập ổn định, như điều khiến bản mệnh lo lắng là chi phí cho cuộc sống và các vấn đề công việc ngày càng tăng, khiến bản mệnh đôi khi cũng không thể kiểm soát được tài chính. Bản mệnh nên có phương án đối phó với những tình huống bất ngờ, tức là tiết kiệm tiền cho những khi cần dùng tới tiền. Vận mệnh người tuổi Bính Thìn sinh tháng 9 âm lịch. Trong năm tháng 9 âm lịch là tiết Hàn Lộ, người tuổi Bính Thìn sinh tháng này tính tình điềm đạm, chín chắn, tâm địa thiện lương, trung thực thật thà, cũng là người trọng chính nghĩa, sẵn sàng xả thân vì việc lớn, họ có tâm tạo phúc nên được hưởng phúc dày, vạn sự như ý, cát khánh bình an. Người tuổi Bính Thìn sinh tháng 9 âm lịch tư chất hơn người, vẻ ngoài nho nhã, điềm tĩnh, có sức hút rất lớn với người khác phái, họ có tài năng xuất chúng, tính tình hiền hòa, cư xử có chừng có mực, được nhiều người yêu mến và kính nể, họ thích gần gũi với thiên nhiên, đam mê xê dịch, yêu du lịch, chí hướng cao xa, tham vọng to lớn, bản thân người này có thể nhờ học hành mà ghi danh bảng vàng, thành danh rực rỡ có lộc về đường quan chức, được quý nhân phù trợ. Những chú rồng này gặp hung hóa cát, dù làm chuyện gì cũng đều có thể thành công, tài lộc ầm ầm kéo tới, cả đời được hưởng phúc lộc, bình an tự nhiên mà có. Người sinh tháng 9 âm lịch ôn hòa nho nhã, hiền lành đôn hậu, tuy nhiên, cũng có lúc người này có phần cố chấp, ngang ngạnh, song vẫn kiểm soát được bản thân. Khí chất bộc lộ ra ngoài thể hiện tài trí hơn người, khiến những kẻ xung quanh đều phải kinh ngạc, họ dũng cảm đối đầu với khó khăn, không lùi bước trước trở ngại, lại được quý nhân giúp đỡ khá nhiều, nên cuộc đời nhiều phần suôn sẻ. Dù có thất bại nhưng họ cũng không lùi bước mà kiên trì nỗ lực, cố gắng không ngừng nghĩ nên tài lộc đủ đầy, hạnh phúc ngập tràn. Người tuổi Bính Thìn được thần tài độ mệnh, quý nhân vây quanh nên làm gì cũng suôn sẻ hơn, may mắn có được sẽ giúp người dễ dàng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, không phải trải qua quá nhiều khó khăn hay trắc trở. Do đó, con đường kiếm tiền của con giáp này sẽ ngày càng rộng mở, có thể nhân đôi thu nhập, cuộc sống sung túc trong tương lai. Với những người còn độc thân, bạn sẽ có nhiều cơ hội để tiếp xúc với người khác phái và nhận được rất nhiều sự quan tâm chân thành nồng nhiệt. Đây là thời điểm bạn có thể gặp được ý trung nhân như ý. Với những người đã có đôi, có thể một cái kết đẹp chính là điều mà cả hai đang hướng đến trong thời gian tới. Cuối cùng là người tuổi Bính Thìn sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch rơi vào tiết đại tuyết, băng tuyết lấp đường, chẳng còn lối đi, tứ phía bủa vây toàn chướng ngại. Người tuổi Bính Thìn sinh tháng này thiếu sự quyết đoán. Lỡ có thất bại thì cũng khó lòng vực dậy tinh thần, mặc dù có tham vọng nhưng lại chưa thực hiện được, làm lụng vất vả mà không có được thành công, không được hưởng thành quả. Người sinh tháng 11 âm có tài hoa xuất chúng, ôm nhiều lý tưởng và hoài bão, song cuộc đời thiếu may mắn, không có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình. Khi có cơ hội không phải không biết nắm bắt, mà do có kẻ xấu rình rập hãm hại, làm lỡ mất thời cơ nên đành ôm hận. Không được anh em bạn bè giúp đỡ, cũng chẳng được quý nhân tương trợ. Sự nghiệp bước đầu khởi động chậm chạp, cũng không thu hoạch được gì nhiều. Con giáp sinh vào tháng 11 âm lịch trong năm nên giữ cho mình ý chí kiên cường, không dễ dàng sụp đổ trước khó khăn. Năng kết giao với những người tài năng, sống khiêm nhường và ham học hỏi, có thế sự nghiệp mới có cơ may thành công. Họ là người quản giao, có nhiều bạn bè, sống có kế hoạch, làm gì cũng theo sắp đặt trước, quan niệm rằng chỉ có như vậy mới có thể thành công. Song với con giáp này thì kế hoạch không vẫn chưa phải là mấu chốt để giải quyết vấn đề mà bản thân họ phải rèn luyện ý chí cho mình. Kiên cường dám đương đầu với thử thách, dám nghĩ dám làm, có vậy thì thành công tất sẽ đến ngay. Vận thế của người tuổi Bính Thìn sẽ được nâng lên một tầm cao mới, tiến độ không ngừng, khởi đầu suôn sẻ, hanh thông trong tháng 7 âm. Mọi việc suôn sẻ, chỉ cần bạn làm những gì mình cho là đúng và tập trung hơn vào việc kiếm tiền là có thể nhận được nguồn tiền giàu có. Đồng thời, bạn là người có đầu óc linh hoạt, có năng lực trong công việc và có thể xử lý bất cứ việc gì với khả năng thích ứng của mình. Hơn nữa, việc kiếm tiền ngày càng nhanh. Mọi việc đều có thể phát triển theo ý muốn của bản thân, cuộc sống gia đình viên mãn, sung túc. Bắt đầu từ tháng này bạn có thể tạm biệt mọi khó khăn vất vả.
Ngoài ra, vận đào hoa của người độc thân vượng phát, nhân duyên khác giới tốt đẹp giúp bạn dễ dàng tìm được đối tượng ưng ý. Nếu đã có người trong mộng, bạn nên chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm, tỷ lệ thành công khá lớn. Các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng của tình yêu, được cùng nhau trải nghiệm những hành trình lãng mạn bên nhau. Quý vị thân mến, cha mẹ là tấm gương sáng gần nhất để con cái hàng ngày noi theo. Nếu cha mẹ toàn làm những điều sai quấy, tội lỗi, bất hòa, nhưng muốn con được hòa thuận thì thật là vô lý. Cha mẹ luôn phải nhớ câu này, cha lành con thảo, cha có lành con mới thảo được. Khi nghĩ tới giáo dục con cái, cha mẹ phải nhớ mình là tấm gương của chúng. Theo Đức Phật, dù cha mẹ có dùng những lời hay ý đẹp thế nào để dạy con, mà bản thân mình lại không làm gương, thì cũng không có tác dụng gì. Trẻ nhỏ không học từ 1.000 điều chúng ta nói suông, mà sẽ học từ cách chúng ta cư xử với mọi người xung quanh, cách chúng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Đó sẽ là những bài học trực quan và sinh động nhất. Chính vì vậy, trước khi kỳ vọng có một đứa con trung thực, hiểu chuyện, biết kính trên nhường dưới, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, luôn phấn đấu và nỗ lực hết mình, cha mẹ nên nhìn lại bản thân xem mình đã là một tấm gương tốt cho con hay chưa. Dạy con tự lập không phải là lối tư duy hiện đại, mà nó vốn đã được Đức Phật hướng dẫn chúng ta từ rất sớm. Theo lời chỉ dạy của Ngài, thì trước khi mong ai đó cứu giúp, thì ta tự cứu mình trước. Cuộc đời này cuối cùng là chỉ có ta tự bước đi trên con đường của mình mà thôi. Vì thế, nếu ta không hướng dẫn con cách tự lập từ sớm, thì cuộc sống của chúng sẽ cực kỳ vô định. Khi bố mẹ buông tay, không thể ở bên để chăm sóc, che chở, bảo vệ chúng. Do đó, càng thương con càng cho con tự lập sớm bao nhiêu, thì càng giúp cho phần đời về sau của con càng trở nên dễ dàng bấy nhiêu. Vai trò của cha mẹ cực kỳ quan trọng trong việc quan sát, điều hướng cho con đi đúng lối, chứ không phải giống như một số bố mẹ tự cho mình có lối tư duy hiện đại cho rằng, để chúng sống tự nhiên như cây cỏ, trước hết ta cần biết rằng, có con nghĩa là ta hy sinh thú vui của bản thân khi cần thiết, từ bỏ sự thoải mái thời son rỗi để dành nhiều thời gian hơn cho con, để có một cuộc sống mới vui tươi và phù hợp hơn, đặc biệt là những năm đầu đời của trẻ. Hãy dồn hết tâm huyết và tình yêu thương cho trẻ, nhất định thành quả bạn đạt được sẽ không khiến bạn thất vọng. Bạn đừng quên việc tập trung nuôi dạy con cái nên người, rồi sau này chúng chấp cánh đi xa bạn lại thèm bận rộn như bây giờ cũng không đâu. Đức Phật nói, trái tim con người cũng giống như một khu vườn, nó có thể gieo trồng hạt giống của lòng trắc ẩn, nỗi sợ hãi, sự oán giận hoặc tình yêu, bạn trồng hạt giống gì thì sẽ ra thứ đó. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những luận giải dựa theo tử vi khoa học dành cho 12 con giáp. Nếu như cô bác anh chị có băn khoăn thắc mắc về vận số của mình, hãy để lại câu hỏi và ngày tháng năm sinh âm lịch. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết và gửi đến quý cô bác anh chị trong thời gian sớm nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.